À, xin kính chào quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với Văn Thắng Toyota. Hiện tại Thắng đang ở Toyota Hiroshima Tân Cảng, thành phố Hồ Chí Minh nha quý anh chị. Trong buổi sáng ngày hôm nay thì Thắng sẽ đi cập nhật nhanh hai chiếc xe thuộc cái dòng 8 chỗ rộng rãi, gầm cao, tiết kiệm nhiên liệu để cho quý anh chị chúng ta mua về để mà chạy kinh doanh dịch vụ, chúng ta chạy gia đình đều rất ok nha. Đó là những chiếc xe Toyota Innova nha quý anh chị. Số sàn đời 2017. Rồi chiếc đầu tiên, về hai chiếc thì về trong buổi tối ngày hôm qua, thì sáng nay thì Thắng cũng cố gắng đi quay sớm để cập nhật nhanh cho quý anh chị nha. Đầu tiên đó chính là chiếc xe Innova 2.0 nghe phiên bản số sàn sản xuất 2017 nha quý anh chị. Xe này đi được có 60.000 km thôi, mang biển số tỉnh Long An, màu ngoại thất là màu bạc nè. Xe mới về nha quý anh chị, chưa dọn gì hết. Xe thì cửa nẻo này nè, có vị trí tay xe đều là nước sơn zin hết, còn cái cản thì có sơn dặm rồi. Đèn zin hết luôn, xe thì cam kết không có cắn đụng tai nạn, không ngập nước hết trơn nha quý anh chị. Rất là liền lạc luôn. Xe qua số sàn 2017. Xe rất là liền lạc nha quý anh chị. Thì những chiếc Innova số sàn 2017 này thì giá thành tương đối nó rẻ để cho quý anh chị ta lựa chọn để mà đi gia đình nha. Chạy kinh doanh dịch vụ nha. Đều rất ok luôn. Rồi lớp Seco thì chưa hạ, 4 lớp thì hơi mòn, thì công ty bên Thắng sẽ hỗ trợ cái việc thay lại cho quý anh chị nha. Cho nên quý anh chị yên tâm về phần đó. Nói chung xe cộ mà, quan trọng một điều là không cắn đụng tai nạn gì thôi. Đây, ốc mát được còn nguyên nè quý anh chị. Xe về tối ngày hôm qua mang biển số 62A25461 nha quý anh chị. Nếu như quý anh chị nào chúng ta đang có hộ khẩu tỉnh á, thì chúng ta sẽ sang tên và đổi biển lại. Nội thất xe nè quý anh chị. Xe thì chủ trước lên cái đầu Android rồi, Android tích hợp với camera hành trình nè. Đó, lên đầu Android tích hợp camera hành trình phía trên nè. Ghế vẫn còn là ghế nỉ nha quý anh chị. Số xe chạy 60.000 km nè, cho quý anh chị coi cái đồng hồ nè. Đó, cam kết không tua đồng hồ nha quý anh chị. Xe này thì bên công ty dự kiến chào bán mức giá là 567 triệu quý anh chị. Dự kiến là 567 triệu. Vừa đủ để với một giá thành cũng khá là hợp lý để cho quý anh chị ta chạy kinh doanh dịch vụ mau lấy lại cái lợi nhuận nha. Tại vì những chiếc 2018, 2019 thì giá thành nó tương đối chênh lệch nhiều hơn so với những chiếc 2017 như thế này. Và chúng ta lựa chọn cái mẫu 2017 này so với 2018 đều là cùng mẫu như nhau hết, không khác thứ gì hết trơn nha quý anh chị. Rồi đó, một chiếc thứ nhất là Innova số xe 2017, đi được 60.000 km, mang biển số tỉnh Long An. Giá chào bán là 567 triệu nha quý anh chị. Phụ kiện thì tương đối đầy đủ rồi. Con xe này khoảng tuần lễ thì sẽ hoàn thiện nha quý anh chị. Thì nếu như quý anh chị chúng ta quan tâm thì có thể lên coi xe trước được rồi. Coi thì chúng ta nếu yêu thích chúng ta cọc giữ xe thôi. Sau khi hoàn thiện thì chúng ta lên đóng túi tiền mà nhận xe nha quý anh chị. Đó là chiếc thứ nhất nha quý anh chị. Rồi đây là chiếc xe Innova 2017 thứ hai, về hồi chiều ngày hôm qua. Đây là Innova số sàn 2017, đi được 80.000 km nha quý anh chị, mang biển số thành phố, màu ngoại thất là màu đồng bánh kim. Xe này thì mang biển số thành phố, cho nên quý anh chị nào chúng ta đang có hộ khẩu thành phố á, chúng ta mua chúng ta sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha. Chất xe thì còn rất là đẹp luôn, xe thì có chạy xước sơ bộ thì công ty sẽ tiến hành sơn đánh bóng lại hết nha quý anh chị. Lớp thì được cái là chủ trước thay 4 cái lớp mới rồi, quý anh chị chúng ta mua về chúng ta không cần phải thay nha. Phụ kiện thì hầu như cũng khá đầy đủ rồi đó, có dán phim, che mưa, dán cửa, ốp đèn, rồi ốp chống trầy cốp đâu, rất là nhiều luôn. Xe gia đình cho nên là chủ trước thì trang bị hầu như đầy đủ phụ kiện nha quý anh chị, có cái ốp gương luôn nè. Thì đối với những phụ kiện nào mà chủ trước lắp lên á, quý anh chị ta không dùng á thì có thể nói với Thắng sẽ liên hệ với bên phụ kiện để mà tháo ra vệ sinh luôn. Còn chúng ta muốn để lại thì sẽ được vệ sinh sạch sẽ nha quý anh chị. Đó, bên trong xe nè, xe này thì tương đối đầy đủ phụ kiện hơn so với cái xe kia. Có ghế da nè, có đầu DVD nè, rồi có bọc trần, có chải sàn. Nói chung là đầy đủ rồi đó, có chải tắp lô, bao tay lái nữa. Xe cực kỳ đẹp luôn. Thì đối với những xe 2017 này á, quý anh chị chúng ta mua nha, sau khi mà chúng ta nhận xe chúng ta sẽ được bên hãng Thắng á bảo hành nha, bảo hành thêm 1 năm về động cơ và hộp số, hoặc là 20.000 km tùy vào điều kiện nào đến trước nha quý anh chị. Rất là yên tâm luôn, tại vì chúng ta đã mua hãng, chúng ta mua xe rồi á, chúng ta sẽ được cam kết phần chất lượng cũng như là chế độ bảo hành này nọ. Chất xe thì xe cộ đó nghiêm chỉnh, pháp lý rõ ràng nha quý anh chị. Đối với xe này thì giá thành nó sẽ cao hơn so với chiếc xe kia một xíu,
Xe này thì giá chào bán là 575 triệu nha quý anh chị. 575 triệu, còn chiếc màu bạc kia là 567 triệu. Xe này tương đối đầy đủ phụ kiện và mang số phố nữa cho nên giá thành tương đối nó hơi cao hơn xíu. Thì đó là hai chiếc xe, thì quý anh chị ta quan tâm chiếc nào thì gọi cho Thắng đi, Thắng sẽ tư vấn rõ hơn về chi phí lăn bánh, thủ tục mua bán hoặc là góp ngân hàng để mua xe, những thủ tục về góp như thế nào á. Thì Thắng sẽ tư vấn rõ qua điện thoại trước, rồi sau đó hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế lái thử nha. Như vậy thì chúng ta sẽ sở hữu được một chiếc xe mà nó phù hợp nhất cho gia đình mình nha quý anh chị. Đó là hai cái xe Innova số sàn 2017 mà về ngày hôm qua Thắng muốn cập nhật nhanh cho quý anh chị. Chiếc màu đồng bánh kim 2017 thì hai chiếc, một chiếc là 575, còn chiếc là 567. Nếu như quý anh chị nào quan tâm xe nào thì gọi cho Thắng đi, Thắng sẽ vấn rõ hơn nha. Ngoài ra thì bên Thắng còn một số xe khác như là Fortuner, Vios hay là Camry đó, rất là nhiều xe luôn, về cứ đi liên tục. Thì nếu như quý anh chị quan tâm mẫu nào thì hoặc là đang tìm xe nào thì gọi cho Thắng đi, Thắng sẽ cập nhật những cái xe mà bên Thắng đang có để cho quý anh chị chúng ta nắm, rồi hỗ trợ quý anh chị coi xe thực tế lái thử nha. Đồng thời thì hiện nay thì bên Thắng cũng đẩy mạnh mua vào tất cả những xe qua sử dụng như quý anh chị, tất cả các hãng luôn, không chỉ riêng Toyota đâu, có Honda, có Kia, Mazda, Hyundai đều mua hết, chỉ cần xe của quý anh chị không lỡ là bên Thắng sẽ mua nha. Thì nếu như chúng ta đang cần đổi xe hoặc nâng cấp đời xe hoặc là vay ngân hàng mà cần trả nợ ngân hàng gì đó thì liên hệ với Thắng đi, Thắng sẽ tư vấn về giá cả cũng như thủ tục mua bán cho quý anh chị nắm, rồi hỗ trợ mua vào với mức giá cao nhất có thể luôn. Rồi xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những clip lần sau nha.